Thân mến chào mừng các bạn nhỏ, chúng ta tiếp tục trở lại kênh học tiếng Anh cùng Mr. Long Linh. Chúng ta sẽ đến bài tập B của phần Let's Build của Unit 4 chúng ta vừa học xong đó các bạn. Rồi bài tập A chúng ta vừa làm xong rồi. Đó các bạn thấy chưa? Và bây giờ bài tập B này. Bài tập B này người ta đề nghị mình làm gì nào? À, bài tập B này người ta đề nghị chúng ta làm một số việc rất là hay đây. Việc thứ nhất là đọc. Việc thứ hai là viết. Đó, đọc và viết. Rồi vậy thì cụ thể thế nào? Các bạn nhìn đây nhá. Bên này người ta cho chúng ta những chữ này nè. Đây, 1 2 3 4 5 2 4 6, 6 từ, 6 cụm từ. Đó các bạn nhá. Đây, chúng ta sẽ điền vô từng chỗ để ra một câu có nghĩa. Ví dụ như thế này. Câu 1 này các bạn. Is he your father? Is he your father? Anh ấy, ông ấy có phải là cha của bạn không? Bạn này trả lời là no, he's not. Không, ông ấy không phải. He's my gì? Không phải cha thì nhìn rất là ông này già rồi. Thì chúng ta chọn từ này. Đó, đưa viết lên đây. Grandfather. Là gì các bạn? Ông ấy là ông của tôi. Đó, ông ấy là ông của tôi các bạn ha. Rồi, tương tự chúng ta xem. Chúng ta sẽ điền vào cái chữ gì ở cái bài tập số 2 này. Bài tập B này nó chỉ có 4 câu thôi các bạn ha. Rồi, thế thì câu số 2 này. Is she your mother? Cô ấy có phải là mẹ của bạn không? Yes, vâng. Yes thì phải sao? Yes, she is. Đưa she is vào đây. Yes, she is. Đó, vâng. Cô ấy là mẹ của mình. Đó, các bạn hiểu rồi đúng không nào? Rồi, bây giờ chúng ta chuyển sang câu số 3. Đây, các bạn nhìn đây nha. Đây, chữ no này á, là chúng ta đã dùng ở đây rồi đúng không nào? Chữ no này đưa lên đây rồi. Đó, các bạn ha. Rồi, tiếp theo này. Câu số 3 này. Is he your brother? Anh ấy có phải là anh của bạn không? Bạn này trả lời sao? Yes. Yes thì các bạn. Yes, he is. Yes, he is. Đó, vâng, anh ta là anh của tôi. Đó, các bạn thấy chưa? Rồi, tiếp tục chúng ta có câu cuối cùng. Chúng ta còn lại hai cái, hai chữ, hai cụm từ. Và chúng ta có câu cuối cùng. Is she your baby sister? Wow, cái người này rất là già mà cái này rất là to mà hỏi baby sister. Cô ta có phải là em gái nhỏ của bạn không? No, she's not. Đưa is not vào đây. Đó. Is not. No, she is not. Is not. Không, cô ta không phải. Cô ta là bà của tôi. Cái hỏi em cái nhỏ này gì già khùng này. Cô ấy là bà của tôi. Đưa is xuống như này. She is. Đó, các bạn thấy chưa? She is my grandmother. Cô ấy là bà của tôi. Đó, các bạn hiểu được cái câu bài tập B này chưa? Bài tập B này cũng rất là dễ đúng không nào? Rồi, hy vọng các bạn nhỏ thích các video của Mr. Long Linh. Và các bạn nhỏ nhấn đăng ký kênh để các bạn đón nhận thêm nhiều cái video hay ha. Rồi, chào các bạn nhỏ. Hẹn các bạn nhỏ các video tiếp theo.